Chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một dự án ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Sim Chi Jin cùng với nhà báo Vin Spicer về một vấn đề đang rất nhức nhối hiện nay, đó là việc khai thác cát tràn lan đã ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người dân ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại Việt Nam. Khi mà đi vào cái câu chuyện ảnh này cùng những cái hình ảnh minh họa cho cái dự án ảnh nghiên cứu rất chuyên sâu này thì mình giới thiệu qua một chút về nhiếp ảnh gia Sim Ji Jin. Ngoài việc là một nhiếp ảnh gia thì cô còn là một nghệ sĩ, thì những cái thực hành nghệ thuật của cô trải rộng qua rất nhiều phương thức thể hiện, từ nhiếp ảnh, phim cho tới âm thanh, rồi là những cái tư liệu lưu trữ hay là văn bản. Thì kết hợp giữa nghiên cứu và cách kể chuyện chuyên sâu thì Sim Ji Jin đặt ra và quan tâm những cái vấn đề như là về lịch sử, ký ức, di cư, sự xung đột và những hậu quả mà chúng để lại. Từ năm 2018 thì Sim Ji Jin đã tham gia Magnum Photos với cái tư cách là một thành viên được đề cử. Hiện tại cô đang làm tiến sĩ nghiên cứu tại King's College London. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái câu chuyện ảnh này. Việt Nam là một ví dụ điển hình cho một cái mối hiểm họa được ít người biết đến, đó là việc khai thác cát tràn lan. Thì cái việc khai thác cát này nó phục vụ cho việc phát triển đô thị, cho những cái tòa nhà, văn phòng đang mọc lên rất là nhiều, đặc biệt là ở Sài Gòn như mọi người có thể thấy. Sim Chi Jin mở đầu câu chuyện bằng một hình ảnh của người dân, đó là bà Hà Thị Bé. Thì bà ấy kể là vào năm 2017, khi mà bà ấy đang ngồi với con trai mình tại quán cà phê của bà tại cái xóm thuộc huyện Hồng Ngự, nhìn ra sông Tiền, một cái nhánh chính của dòng sông Mekong, thì đột nhiên mặt đất bên dưới họ sụp đổ và cái bờ sông đã sụp xuống dòng nước. Thì may mắn là họ đã thoát chết vì đấy là ban ngày chứ không phải ban đêm. Trong những cái bức ảnh mà bạn xem ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy có những chiếc tàu nạo vét sử dụng máy bơm rất là lớn để nâng lên từ lòng sông một lượng cát khổng lồ. Thì cái cát này chính là thành phần chính của bê tông, một vật liệu xây dựng thiết yếu cho các thành phố đang phát triển nhanh của Việt Nam. Và nhu cầu sử dụng cát đang tăng mạnh, không chỉ tàn phá các dòng sông ở Việt Nam mà còn ảnh hưởng tới đồng bằng sông Cửu Long. Ở các thị trấn làng mạc dọc sông Mekong cùng rất nhiều con sông khác trên khắp đất nước thì những bờ sông đã bị phá hủy rồi sụp đổ do nạo vét cát quá mức, kéo theo là những cánh đồng, ao cá, quán xá và nhà cửa. Những năm gần đây, hàng ngàn mẫu đất trồng lúa đã bị mất và rất nhiều gia đình phải di rời. Họ có nguy cơ là sẽ không thể sống ở những cái nơi mà tổ tiên họ đã ở từ bao nhiêu đời trước. Nhưng mà cái vấn đề khai thác cát trên sông này nó không chỉ là một vấn đề đối với người dân mà nó còn khiến nước nhiễm bùn và quét sạch lòng sông, giết chết cá, thực vật và các sinh vật sống tại đó. Thì có thể bạn sẽ hỏi là tại sao cái cát này lại không lấy từ sa mạc Sahara hay các sa mạc tương tự? Thì câu trả lời ở đây là bởi vì những cái cát ở sa mạc nó quá là tròn và nó đã bị bào mòn với cát, vì thế nó không đủ để độ kết dính để xây dựng nên những cái công trình phục vụ cho việc phát triển đô thị. Vì thế mà từ Trung Quốc tới Jamaica hay Liberia và Ấn Độ thì những cái kẻ khai thác đang cướp bóc những hạt cát quý giá này từ dưới lòng sông, các vùng đồng bằng ngập nước và bãi biển. Cái việc khai thác này nó còn gây ra một cái hiểm họa khôn lường khác, đó là nó khiến đồng bằng sông Cửu Long sẽ dần biến mất. Và đây là nơi sinh sống của 20 triệu người và là nguồn cung cấp thức ăn của nửa đất nước, cũng như cung cấp rất nhiều gạo cho phần còn lại của Đông Nam Á. Thì trong hàng thế kỷ, đồng bằng đã được bồi đắp bằng trầm tích chảy xuống từ những dạng núi ở Trung Á thuộc sông Mekong. Những năm gần đây thì mỗi quốc gia có dòng sông chảy qua, các công ty khai thác bắt đầu lấy đi một lượng cát khổng lồ từ lòng sông. Trong khi đó thì có những con đập rất là lớn được xây dựng ở các quốc gia như là Trung Quốc, Lào và Campuchia dọc trên sông Mekong. Thì những con đập này sẽ làm giảm cái dòng chảy trầm tích xuống đồng bằng. Và cái vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn khi mà những cái hoạt động khai thác này hầu hết là không được kiểm soát và bất hợp pháp. Cái việc buôn bán cát sinh lợi đến mức nó đã sinh ra những cái chợ đen phát triển rất là mạnh, với hàng trăm chiếc thuyền không có giấy phép trên các con sông. Những cái người mà khai thác này họ kiếm được rất nhiều, vì thế họ cứ làm lợi cho bản thân mình thôi. Có một người đã từng bị trấn áp và bây giờ anh không khai thác nữa, nhưng mà anh ta kể lại là có những lúc thì anh ấy kiếm được 13.000 đô mỗi tháng từ cái việc khai thác cát này. Chính quyền cũng đã thừa nhận cái việc khai thác cát trái phép quy mô lớn này vẫn tiếp tục. Một phần là do ở địa phương, chính quyền ở đây họ nới lỏng, họ quản lý và che đậy bảo vệ những kẻ khai thác. Thì cái việc khai thác này đã gây ra những cái xung đột
rất là mạnh đối với người dân ở đây. Thì vào năm 2017, hàng chục ngư dân Việt Nam đã tự mình giải quyết bằng cách là tấn công những kẻ khai thác, những cái người mà đã phá hoại sinh kế của họ. Qua những hình ảnh ở đây thì chúng ta có thể thấy tình trạng này đang diễn ra ngay trước mắt, nhưng mà không biết là chính quyền có cái biện pháp gì để ngăn chặn cái tình trạng này không. Cái dự án ảnh này là một phần nhỏ trong tổng thể dự án mà SimCGin đang thực hiện, là cái tài nguyên cát đang bị khai thác rất là nhiều ở những nước châu Á. Để xem thêm về những cái dự án khác của SimCGin, nó cũng về những cái vấn đề xã hội khá là nhức nhối hiện tại, thì bạn có thể xem trang web cá nhân của cô mà mình có chèn ở trong bài viết. Hy vọng qua cái dự án này thì mọi người sẽ ý thức tốt hơn về cái vấn đề khai thác cát đang diễn ra hiện tại. Cảm ơn em.